Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hằng, mình đến từ Lục Ngạn ở tỉnh Bắc Giang. Hôm nay mình đến nha khoa Hùng Cường, mình làm dịch vụ đó là hàn răng, răng của mình bị sâu và mình đến để hàn lại cho đỡ buốt. Thường thì những vấn đề về răng miệng thường ảnh hưởng đến những vấn đề như là đau buốt này, mình ăn cũng khá là buốt răng này, và có khi ngủ nó cũng buốt. Đầu tiên khi đến với nha khoa Hùng Cường thì mình rất là hài lòng với thái độ phục vụ của các bạn ở đây. Các bạn tư vấn cho mình rất là nhiệt tình, người ta khắc phục được những tình trạng mà mình đang gặp phải. Mình thấy là các bác sĩ ở đây làm rất là nhẹ nhàng và mình không cảm thấy đau buốt gì cả. Sau khi ăn xong thì mình cảm thấy rất là ưng. Thật ra là sức khỏe của mọi người là một điều rất là đáng quý. Mình nghĩ là những cái bạn mà chưa gặp vấn đề về răng miệng hoặc là đã gặp vấn đề về răng miệng thì chúng ta nên thường xuyên đến với nha khoa để chúng ta kiểm tra, để biết được tình hình răng miệng của chúng mình và sẽ tìm ra được những cái giải pháp phù hợp để bảo vệ răng miệng của chúng mình một cách tốt nhất. Xin chào các bạn.